Rồi xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái thành quả làm tiếp thị liên kết từ cái trang Rosie Seller của mình nhé. Thì đây có khoảng sau khoảng 2 tháng mà mình đặt link đó. Thì lúc đầu mình đặt link mình chỉ đặt cho vui thôi, mình không nghĩ là có nhiều người click vô vậy đâu. Đó thì đây mình sẽ kéo xuống này. Đây là doanh số là được 580 đô. Được 358 người click vô cái link và có 95 giao dịch đó. Thì giao dịch đó thì có một số giao dịch thì hủy, còn một số giao dịch thì bet nhé. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ rút cái tiền này về đó, rút cái tiền này về thử. Thì mình chuyển sang bài đây. Đó thì buyout của mình là mình chuyển sang bên đây đi, plan đi. Đó thì ở đây á, là mình được 55 đô này tiền phí hoa hồng nhé. Đó thì giờ mình rút thử. Thì mình đã add sẵn một cái vị LTC nha. Đó cái vị đây là vị LTC vô mình, giờ mình rút thử 50 đô nhé. Đó. Rồi xin chào các bạn. Thì đây là cái kết của cái việc rút tiền từ cái trang Rosie Seller hôm bữa nhé. Thì hôm bữa là lúc đầu mình rút bằng coin không được, rồi sau đó mình add tài khoản ngân hàng vô không được, thì mình đã sử dụng cái trang Perfect Money này này, mình tạo cái trang này thì mình rút thử là nó được nhé. Đó thì mình rút thử 2 lần, một lần 20 đô, một lần 30 đô, và đây là cái số dư còn lại, tức là cái trang của mình, cái mình làm tiếp thị liên kết này mình đã kiếm được là 59 đô nhé. Đó thì mình rút về rồi, mình bên tài khoản này mình chưa xác thực được, giờ mình chưa biết làm sao để rút về Việt Nam đồng. Đó thì cái kết nó là vậy thôi. Rồi cảm ơn các bạn.